60 phút vàng siêu trợ giá áp dụng cho mọi khách hàng gói ưu đãi 4 trong 1, giảm giá sốc 37%, giao hàng miễn phí, nhận quà như ý, vui hết ý với sản phẩm chính hãng được yêu thích trong năm 2020. Trợ giá đặc biệt chỉ có trong 60 phút vàng, 60 phút giới hạn. Nhanh tay đặt ngay 1900 7137. Bên ngoài dấu bao hối hả, bên bếp nhà mẹ thư thái tâm an. Nagakawa, tâm an tại bếp. Xin chào tất cả quý vị, và đây sẽ là khoảng thời gian 60 phút mà quý vị không bao giờ hối tiếc nếu đồng hành cùng với chúng tôi, vì đây là chương trình trợ giá đặc biệt mọi người nha. 60 phút vàng siêu trợ giá trên VTV Hyundai. Và lúc nãy khi mà tất cả quý vị chúng ta thấy ngay từ ban đầu là những đoạn clip đến từ thương hiệu Nagakawa. Và ngày hôm nay hãy tiếp tục đồng hành cùng với chúng tôi để cho gian bếp của chúng ta thêm tiện nghi quý vị nha. Thêm tiện nghi, và nói chung là mình sẽ tân trang không gian nhà bếp của mình luôn. Tại vì quý vị ơi, 60 phút vàng nha quý vị. 60 phút vàng có nghĩa là chỉ có 1 tiếng đồng hồ thôi. Nagakawa, tiêu chuẩn của cuộc sống trên VTV Hyundai Home Shopping ạ. Giá siêu ưu đãi và quà tặng thì rất là chất lượng luôn. Quý vị ơi, hôm nay quà tặng của mình trị giá lên tới là 395.000 đồng một cái nồi áp suất nha. Nhưng mà sản phẩm chính nó rất là thích luôn. Tại vì sao? Chiên nướng quay nè, 3 trong 1 và xoay 360 độ luôn. Dung tích của nó sẽ là 9 lít luôn quý vị. Và nó còn có thêm những cái phụ kiện đi kèm. Mình có thể là nướng xiên thịt cũng được nè, nướng được nhiều kiểu lắm quý vị ơi, nướng nguyên miếng cũng được luôn. Và quan trọng là bình thường cái nồi này đó là 4.100.000 đồng, nhưng hôm nay không phải giá đó nữa ạ. Hàng xịn nhưng mà giá thì rất là mịn luôn, cho nên quý vị mình tranh thủ thời gian cùng chúng tôi nha. Đúng rồi, thưa quý vị, cùng với dòng sản phẩm ngày hôm nay thì chúng tôi phải nhắc đi nhắc lại cùng với tất cả quý vị với Nagakawa xoay 360 độ, thiết kế nắp lọ trong suốt dễ dàng quan sát thực phẩm khi chế biến. Bên cạnh đó thì còn có thêm khay chống dính cao cấp mọi người nha, dễ dàng tháo rời và vệ sinh, tích hợp chế độ chống quá nhiệt và tự ngắt khi mà mở nắp thông minh, thiết kế lọc mùi, giảm khói và không văng bẩn dầu mỡ trên quần áo của chúng ta. Cho nên tất cả quý vị có thể là hoàn toàn yên tâm khi mà sở hữu cùng với chúng tôi. Quý vị ơi, đừng bỏ qua chương trình này ạ, chỉ có 1 tiếng đồng hồ là xuất hiện cái sản phẩm này thôi, nên là mình tranh thủ quý vị ha. Chiên nướng nè là cái nấu ăn mà được gọi là rất là nhiều gia đình yêu thích luôn. Nhưng mà làm sao để mình có cái công nghệ đốt nóng chân không đây ạ? Sản phẩm này có. Làm sao để xoay được 360 độ đây ạ? Sản phẩm này có quý vị. Thực phẩm chín nhanh là chín đều mà không có lo bị cháy quý vị ha. Chiên cũng được, nướng cũng được, quay cũng được, 3 trong 1 luôn. Mà không có dùng dầu thì tốt cho sức khỏe rồi, và nhất là dung tích lên tới 9 lít ạ. Ngày xưa những cái nồi chiên nướng ngày xưa chẳng hạn đi, cái dung tích của nó là 2-3 lít đó, quý vị thấy là cũng đã là 2 triệu mấy, 1 triệu mấy rồi. Nhưng hôm nay hàng rất xịn mà giá phải nói là rất rất tốt cho chúng ta luôn. Nấu nướng thật là ngon ha. Cái bảng điều khiển đúng cơ tiện dụng quý vị nha. Mình làm đồ ăn nhanh cũng được, mình làm thịt quay cũng được nè, chiên không dùng dầu được luôn, làm bánh nướng bánh được quý vị, làm pizza cũng được, thịt nướng quay nguyên miếng được nha, thịt xiên nướng cũng được luôn ạ. 5 cái phụ kiện đi kèm với nhau luôn, tức là mình có 5 cái kiểu nướng khác nhau, xiên khác nhau luôn quý vị ơi. Yên tâm đặt hàng cùng với chúng tôi ạ, không có cần tốn nhiều dầu trong nhà mình nữa, không có sợ cái tình trạng là bị hại cho sức khỏe của mình, không có văng bắn dầu mỡ đó nha quý vị, không ám mùi nè, không có sợ bị phỏng ạ, và không lo cháy khét, cho nên là nhanh tay đặt hàng cùng với chúng tôi quý vị nha. 60 phút vàng siêu trợ giá áp dụng cho mọi khách hàng gói ưu đãi 4 trong 1, giảm giá sốc 37%, giao hàng miễn phí, nhận quà như ý, vui hết ý với sản phẩm chính hãng được yêu thích trong năm 2020. Trợ giá đặc biệt chỉ có trong 60 phút vàng, 60 phút giới hạn. Nhanh tay đặt ngay 1900 7137. Và thưa quý vị, trong 60 phút ngày hôm nay, 60 phút vàng siêu trợ giá thì mức giá ngày hôm nay chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị bình thường là phải tốn lên tới là 4.100.000 đồng. Nhưng mà ngày hôm nay chỉ còn 2.599.000 đồng mà thôi mọi người ạ. Còn có quà tặng cực kỳ hấp dẫn kèm theo nữa, cho nên là nhanh tay sở hữu ngay cùng với VTV vì đài Home Shopping quý vị nha. Và không dừng lại ở đó, trong chương trình ngày hôm nay chúng ta còn có quà tặng kèm theo, đó chính là một chiếc nồi áp suất mọi người ạ, để chúng ta có thể là nấu ăn một cách dễ dàng và tiện lợi hơn rất là nhiều. Và 60 phút đang trôi qua rồi, nhanh tay xuống ngay cùng VTV Miền Đại Hồng Shopping. Khi việc bếp mệt nhoài làm bạn lỡ hẹn với những khoảnh khắc đầu tiên quý giá, giờ đây không còn những bộn bề nấu nướng. Một gian bếp tiện nghi sẽ cho bạn những giờ phút thảnh thơi bên.
bếp. Quý vị thân mến, một tiếng nữa mà quý vị quay trở lại mở VTV Hyundai lên là không có chương trình này. Tại vì một tiếng nữa là hết thời gian phát sóng của chương trình này rồi. Và thường thường chương trình trên VTV Hyundai quý vị thấy là khoảng 30 phút ạ. Thì chương trình siêu trợ giá quý vị ơi, nó là 60 phút nhưng mình phải tranh thủ nhé. Vậy thì bây giờ đây trong một tiếng đồng hồ này mình tranh thủ mình tân trang nhà bếp cùng với thương hiệu Nagakawa ạ. Tiêu chuẩn của cuộc sống, tại vì sao? Vì sản phẩm của họ rất là chất lượng. Nói thẳng quý vị luôn, nếu quý vị mua bên ngoài 4.100.000 đồng cho cái nồi chiên xoay 360 độ không dùng dầu này quý vị nhé, mà không có quà tặng. Nhưng ngày hôm nay quà tặng nè, đặc biệt chất lượng ạ, mình sẽ có là một nồi áp suất quý vị. Nhà nào có người già nè, có trẻ nhỏ nè, dùng cái nồi này nấu đồ ăn ninh hầm nè rất là tốt luôn nha. Chưa kể sản phẩm chính nó có những cái phụ kiện đi kèm nữa, ví dụ như là nướng xoay nè, hoặc là nướng xiên nè, đó mình có hết luôn, vỉ nướng có hết luôn quý vị. Hôm nay nếu như mà tính ra nhé, mình sẽ có lợi á quý vị. Ly đang nói về cái lợi của mình khi mua sắm nè. Một đơn hàng quý vị có lợi về cho chính gia đình mình khoảng 2 triệu đồng. Thứ nhất là mình có cái giá rất là tốt quý vị. Tại vì sao ạ? Thay vì giá là 4.100.000 đồng thì bây giờ giá rất sốt quý vị ơi, chỉ còn có 2.599.000 đồng, là mình lợi đâu đó khoảng gần 1.500.000 đi ha. Rồi quà tặng trị giá 395.000 là nồi áp suất của Nagakawa 4 lít quý vị. Cộng lại có phải là một đơn hàng mà quý vị đặt cùng chúng tôi là mình có lợi đâu đó khoảng là gần 2 triệu, đâu đó trên dưới 2 triệu, là quá thích rồi. Vì đây là 4.1 triệu, em thử nghĩ coi 4.1 triệu là cái giá trị nó cao tới đâu luôn á. Đúng rồi. Và chưa kể là chỉ có trong chương trình 60 phút vàng này thôi mọi người nha. Đó, với ngay cả bản thân của Quang Quý nè, hay là bản thân của Diệu Ly á, mà cũng không có biết chắc là cái chương trình ngày hôm nay được phát sóng trong ngày nào. Tại vì chúng tôi cũng chỉ biết là nó phát sóng từ 8 giờ tối đến 9 giờ tối thôi mọi người nha. Nhiều khi á, lúc nãy á, chúng tôi cũng nói chuyện với nhau, hay là quay xong á, xong rồi cái mình coi lại đi, mình coi coi giờ phát sóng giờ nào mình canh mình mua. Đó, nhưng mà ngay cả bản thân Quang Quý với Diệu Ly cũng không biết luôn. Cho nên nếu như mà tất cả quý vị đang thấy chúng tôi trên màn hình thì phải tận dụng ngay 60 phút này mọi người nha, với 4 ưu đãi đặc biệt dành cho tất cả mọi người luôn ạ. Lúc nãy Diệu Ly đã nói là gì? Đầu tiên đó là giảm giá sốc nha. Thứ hai là gì ạ? Đó chính là có quà tặng kèm theo. Thứ ba là gì? Thứ ba đó chính là sự quan tâm lựa chọn sản phẩm dẫn đầu đến từ Nagakawa dành cho tất cả quý vị. Và thứ tư là gì? Mọi người ơi, mọi người có mua hàng online chưa ạ? Mọi người coi thử đi nha. Nó theo cân nặng nha. Ví dụ là 2 cân, 3 cân, 4 cân, 5 cân á, là mỗi cái loại cân nặng khác nhau nó sẽ có cái mức phí ship khác nhau. Nhưng ngày hôm nay chúng tôi miễn phí giao hàng tận nơi trên cả nước quý vị ơi. Quý vị vừa nghe Quang Quý nói mà vừa nhìn Ly á, gọi là Ly đứng bên cạnh cái nồi này mà Ly cảm thấy bản thân của mình nó cũng gọi là được nâng tầm đẳng cấp lên luôn á quý vị. Nếu mua không mà không phải trong chương trình của chúng tôi thì chiếc nồi này của Nagakawa trị giá 4.100.000 đồng quý vị. Nhưng trong chương trình này quý vị yên tâm nhé. Hai cái nút này nè quý vị ơi, thích lắm. Quý vị thấy bên trong nó có đèn halogen luôn. Thì ở đây quý vị có thể là mình lựa chọn ví dụ như là về nhiệt độ và về thời gian. Thì quý vị lựa chọn xoay như thế này, khi mà thực phẩm nó chín đúng không quý vị ơi, thì mình có thể là mình điều chỉnh nhiều cách khác nhau tùy theo luôn. Và cái bảng hướng dẫn ở trên này luôn nè quý vị, tại vì nhiều khi mình nói là ủa rồi bây giờ tôi nấu cái món ví dụ như là steak đi, tôi nấu thịt bò đi ha, tôi không biết thời gian bao nhiêu, trên này có sẵn cho mình luôn. Nấu cá nè, fish nè quý vị, rồi có pizza nè, rồi những cái loại hạt khác nhau nữa nè quý vị, hoặc là như cánh gà, trên này nó hiển thị rất là rõ cho mình luôn. Hai nút vặn cơ học đó tiện lợi. Và khi quý vị mở ra, quý vị thấy bên trong nó có đèn halogen nè, thực phẩm chín rất là nhanh và an toàn nữa. Mở lên thì nó sẽ tự động nó ngắt cái đèn đó lại quý vị ha. Gà quay nguyên con nha quý vị, nguyên con gà quay đều chín rất ngon. Trong nhà hàng nổi tiếng á quý vị, người ta cũng làm những cái món như thế này nè. Bây giờ quý vị thấy á, là nếu như không á, mà mình ra bên ngoài mình mua bao nhiêu tiền sắm cái nồi 4.100.000 về nó có cái giá của nó. Nhưng hôm nay giá giảm rất nhiều quý vị, không phải 4.1 triệu nữa. Đó, muốn gọi là đóng lại đúng không, người ta có cái nút gạt ở đây nè quý vị, gạt xuống rồi đóng lại nha. Đấy, qua bên nồi này Ly sẽ chỉ cho quý vị một cách rõ ràng hơn. Quý biết không, 4.5 triệu á quý, nó có cái giá của nó. À 4.1 triệu chứ đúng không? Đúng rồi. Nhưng hôm nay không phải 4.1 triệu, Ly đang nói về cái giá trị thực của nó thôi. Ở đây nè quý vị xoay qua thì quý vị sẽ thấy nhá, hai cái nút cơ học đây rồi đúng không ạ? Bên trong đó vẫn đang có đèn halogen. Còn đây khi mà xoay qua như thế này, quý vị nhìn giúp Diệu Ly nè. Đây, an toàn nó nằm ở đây, một cái nút gạt cho chúng ta ạ. Nếu như khi quý vị mở lên thì mình cứ mở lên thôi, nhưng nó sẽ tự gạt lại cho mình, quý vị thấy không ạ? Bây giờ á, Ly muốn đóng xuống đúng không? Ly không đóng xuống được quý vị nhé, Ly không có đóng xuống được, mà Ly phải bấm gạt như thế này thì Ly mới bấm xuống đóng lại được ạ. Dung tích bên trong là bao nhiêu? 9 lít ạ, 9 lít quý vị ơi. Xoay tròn đó, xoay đều 360 độ nha quý vị. Nên là cái miếng thịt của mình nó chín rất là đều đó, rất là thích luôn. Nói chung á là công nhận, phải nói là
rất là đẳng cấp khi mà mình để trong không gian bếp nhà mình, đúng không? Ờ, và thật sự là cùng với dòng sản phẩm ngày hôm nay thì có một cái điều Quang Quý rất là thích nha. Đầu tiên đó chính là công suất rất là cao, lên tới là 1200W. Chúng ta có thể thực hiện rất là nhiều những món ăn ngon nhiều ở lắm. Phía bên trong, tại vì cái dung tích nó tới 9 lít mà, đúng không? Quá đó. Nhiều. Nhưng mà cái chế độ mà nó làm nóng lên mọi người, chế độ để nấu ăn ở bên trong á mọi người, là nó làm bằng cái chế độ đèn halogen ở phía bên trên. Mọi người ơi, mọi người nhìn vô giùm Quang Quý đi ạ, mọi người nhìn giùm Quý nha. Ở đây là chúng ta sẽ có một cái nắp kính trong suốt nè, để chúng ta dễ dàng mình theo dõi, mình quan sát thực phẩm ở phía bên trong như thế nào. Đây, xoay 360 độ, xoay 360 độ như thế này. Và mọi người sẽ có thêm một câu hỏi nữa là ủa, rồi bây giờ nó sáng như vậy hoài nè, nó xoay 360 độ như vậy hoài á, rồi liệu nó có bị quá nhiệt, nó có bị cháy hay không? Thưa quý vị, ở phía bên trong nó sẽ có một cái chế độ tự động ngắt điện khi quá nhiệt mọi người ạ. Cho nên là tất cả chúng ta cũng có thể là hoàn toàn yên tâm luôn mọi người nha. Rồi bây giờ thì tiếp tục sau mà cái quá trình mà chúng ta làm á mọi người thì á nha, nghe một cái tiếng tin rất là quen thuộc, nó tự động nó tắt nha. Rồi mình mở ra nè, ở phía bên trong nó sẽ như thế nào? Đó, quý thấy không? Wow. Nó có những cái phụ kiện đi kèm á quý vị, ví dụ như là cái vỉ nướng, là nguyên một cái vỉ nè, hoặc là cái nướng xoay như thế này từng xiên ha. Ngon đúng quá rồi. À. Cực kỳ ngon luôn mọi người ạ, ở phía bên trong nha. Nó xoay 360 độ nha mọi người. Bây giờ nè Quang Quý ạ. Đó, khi mà bắt đầu là thực phẩm ở phía bên trong nè, nó xoay xoay như vậy đúng không ạ? Bây giờ nè. Đó, cho mọi người thấy là nó sẽ xoay 360 độ như thế nào mọi người nha. Để từ đó thì sẽ có những luồng khí nóng nha. Nó bắt đầu nó đối lưu ở phía bên trong và làm chín đều thực phẩm của chúng ta nhiều hơn nhiều ly ha. Quay đều, chín đều quý vị thấy không? Ước gì quý vị ở đây để mà quý vị thấy được là khói nó bốc lên và nó thơm như thế nào. Lò nướng nhà quý vị có làm được cái xoay như thế này không ạ? Hay là cái phụ kiện này mình phải đi mua riêng, hoặc là cái phụ kiện này mình phải đi mua một cái bếp nướng riêng. Quý vị Ly đã từng thấy những cái bếp nướng mà người ta để dọc lên rồi, nhưng ở đây có luôn cho mình. Hỏi tại sao người ta bán lẻ bên ngoài hai giá chính hãng 4,1 triệu quý vị, nhưng ngày hôm nay phụ kiện có đầy đủ hết luôn, từ xiên nè cho tới vỉ nè, mình đặt vào bên trong là xoay nướng là 360 độ là được luôn quý vị nhé. Nhưng mà có giảm giá quý vị à, nhìn thích quá quý ơi, ngon đúng quá rồi. Luôn mà chưa kể mọi người, bình thường nếu như mà tất cả quý vị chúng ta mong muốn là có những cái kiểu mà mình nướng mà quay vòng như vậy á, thì mọi người sẽ phải làm gì ạ? Chúng ta sẽ phải mua một cái lò nướng, đúng không ạ? Chúng ta phải mua một cái lò nướng riêng nè. Rồi những cái liên quan tới là việc là chúng ta có thể là mong muốn là làm nồi chiên đi, để có thể hạn chế dùng dầu mỡ, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ mua những cái nồi chiên thông thường. Như vậy thì nếu như mà tất cả quý vị trong những trường hợp chúng ta muốn làm nướng quay nè, trong những trường hợp chúng ta muốn làm nồi chiên, mình phải mua hai cái đó, đúng không ạ? Nhưng mà ngày hôm nay một cái nồi chiên xay 360 độ thôi ạ. Nồi chiên 360 độ đến từ Nagakawa, nó giống như là một cái sự tích hợp vậy. Tôi có một lò nướng, tôi có một nồi chiên, nồi chiên Nagakawa xoay 360 độ. Đó, mà có giảm giá tốt nữa quý vị, với lại có tặng thêm cái nồi áp suất cũng cùng thương hiệu luôn, cho nên quý vị biết chất lượng tới cỡ nào rồi ha. Tại sao chúng tôi hay nói về con số là 4,100,000 đồng, tại vì đó là giá chính hãng. Nhưng mà đây là chương trình siêu trợ giá quý vị, cho nên là ngay bây giờ quý vị đặt hàng á thì không còn giá đó nữa, giảm giá rồi có thêm quà tặng như Ly đã nói đó. Quý vị nhìn lên màn hình TV là sẽ thấy cái giá nó tốt như thế nào ha. Đó, thì bây giờ ngoài cái việc là mình nướng nguyên miếng nè, mình xoay nguyên con gà nè, mình nướng xiên thịt nè, thì nó còn có thêm cái phụ kiện á là mình để đồ ăn ở trong lồng và mình nướng sấy, đúng không em? Mình đúng chiên rồi, mình nướng sấy rất là hay luôn à mọi người. Đó, bạn Quân chí quý chỉ cần mở ra thôi à. Mọi người sẽ thấy là ở phía bên trong chúng ta sẽ có một cái lồng xoay mọi người nha. Vẫn là xoay 360 độ đó. Để từ đó thì những cái loại hạt của chúng ta có thể là chiên rang một cách rất là nhanh chóng, tiện lợi và đều hơn nữa mọi người nha. Và thưa quý vị, chúng ta có thể là hoàn toàn yên tâm cùng với dòng sản phẩm ngày hôm nay luôn. Và chưa kể là khi mà tất cả quý vị chúng ta làm những cái loại hạt nó to to đi, như là hạt dẻ ở phía bên trong á, thì mọi người phải làm gì mọi người phải xào với cát nè, mọi người phải xào với muối, đúng không ạ? Mà nhiều khi nó lẫn ở bên trong, chúng ta lựa ra rất là khó. Thì ở ngày hôm nay thì tất cả quý vị có thể là yên tâm khi mà nó xoay 360 độ như vậy á, nó sẽ giúp cho từng hạt của chúng ta nó chín đều. Và cái công nghệ đèn halogen ở phía bên trên nó sẽ hỗ trợ rất là tuyệt vời dành cho tất cả quý vị. Rồi ví dụ là trong lúc xoay như vậy, đúng không, những cái gọi là những cái li ti nhỏ như là cái vỏ nè, nó vô tình nó sẽ rớt xuống dưới luôn, nó lọc ra dành cho tụi mình luôn mọi người nha. Như vậy là cái bộ phụ kiện này á, mình không có cần phải tốn tiền thêm để mình mua. Đây là bộ phụ kiện đi kèm dành cho mọi người luôn nha. Quý vị thấy không, mình để ý cái chương trình này nó rất là hay, có nghĩa là chúng tôi đang có những cái dòng sản phẩm rất là xịn dành cho quý vị luôn á. Thay vì giá chính hãng là 4,100,000 đồng thì bây giờ giá rất là sốc quý vị, còn có 2,599,000 đồng được tặng thêm nữa là một cái nồi áp suất quý vị. Mà quý vị thấy tại sao cái này nó trị giá lên tới 4,1 triệu nếu mà quý vị mua chính hãng, tại vì phụ kiện nhìn nó cũng xịn, đúng không quý vị? Ánh sáng mà nó đánh vào là quý vị thấy là inox nó sáng bóng lên, rất là dễ sử dụng.
lấy ra, bỏ vào, lấy ra, đúng bỏ không? Vào. Bây giờ bỏ mình vô không nè. Có lo. Thậm chí là cái lòng nồi bên trong á là mình cũng đó. Gỡ ra được để mình vệ sinh luôn. Chứ bây giờ mình mua đồ xịn cho cố vào rồi về nhà mình không có vệ sinh được thì có tức không quý vị? Rất là tức đúng không? Đúng nhưng rồi. Mà ở đây là cái phần nồi này nè là gỡ ra được luôn quý vị nha. Đó, đặt tạm ra bên ngoài này, quý vị sẽ thấy là chúng tôi gỡ luôn cái lòng nồi này ra cho nhà mình luôn. Đây. Đó. À, mà mọi người ơi, lúc nãy mọi người thấy ở nhà là chúng tôi đang mở đèn halogen ở phía bên trong nha. Đó, và rất là nóng ở phía bên trong, nhưng mà bây giờ nè có cái tay cầm cách nhiệt mọi người nha. Cho nên là tất cả quý vị có thể yên tâm, ông Quý cầm lên nè. Và mọi người nhìn dùm ông Quý ở phía bên trong đi ạ. Nó sẽ có là rất là bóng loáng nha. Đây là một cái lớp chống dính mọi người nha. Cho nên là tất cả quý vị có thể là hoàn toàn yên tâm trong lúc mà về dễ dàng vệ sinh và chùi rửa nha. Và thiệt ra luôn á, khi mà theo dõi chương trình này á, mọi người sẽ nói là ủa cái nồi chiên gì mà lên tới 2.6 triệu đúng mà. Nhưng giá gốc của nó là 4.1 triệu nha. Và thật sự luôn ông bà ta có câu gì ạ? Tiền nào của nấy. Đó. Tiền nào của đó quý vị. Để ý lại dùng Diệu Ly, tại vì chương trình siêu trợ giá này nè 60 phút thôi, nãy giờ Ly thấy là thời gian cũng trôi qua kha khá rồi. Đúng cho nên rồi. Quý vị muốn đa đăng như vậy thì đặt hàng cùng với chúng tôi. Giá chính hãng 4.1 triệu nha quý vị. Giảm giá 500.000 đã là thấy nhiều rồi, giảm giá 1 triệu đã là thấy nhiều rồi. Mà ở đây giảm rất rất nhiều luôn quý vị. Chưa kể là dung tích nó rất là lớn nữa, không phải 4.1 triệu, bây giờ là 2.599.000 đồng. Tặng thêm nữa là nồi áp suất này quý vị cũng rất là giá trị. Nguyên một bộ sản phẩm này ra bên ngoài mà tiết kiệm như thế lấy đâu ra quý vị, hơi khó ha. Chưa kể một cái Ly rất là thích luôn, hàng xịn giá rất mịn quý vị, mà dung tích cũng rất là lớn luôn, 9 lít dung tích. Đúng rồi, và mới nãy á, mọi người thấy á nha là Quang Quý với Diệu Lê là kết hợp rất là nhiều những cái bộ phụ kiện ở phía bên trong. Dạ. Mọi người sẽ nói là ủa, như vậy là thực phẩm của chúng tôi chỉ được xiên thôi hả? Thực phẩm của chúng tôi chỉ được bỏ vô cái lồng nhỏ xíu như vậy hả? Rồi sao ạ? Còn cái dung tích 9 lít đó nó có tác dụng gì? Ở đây mọi người ơi, nhìn giùm Quang Quý trong cái bộ phụ kiện đi, có một cái phần cái đế vị nướng á mọi người. Có một cái phần đế vị nướng nha. Rồi bây giờ nè mọi người ơi, nhìn vào trong cái chiếc nồi chiên xoay 360 độ nha Nagakawa mà Quang Quý đang đứng kế đây ạ. Ở bên trong đang có một cái món cực kỳ hấp dẫn luôn ạ. Rồi bây giờ mở ra cho mọi người cùng xem nha. Mở ra. Đó, cực kỳ hấp dẫn luôn. Ở phía bên trong là có ngay cả một con vịt rất là to. Cái này mà Quang Quý hay gọi là siêu to siêu khổng lồ á mọi người. Wow, đó. Nguyên con luôn em. Quang Quý nghĩ đó là ở bên trong đây chúng ta có thể là để hai con được luôn nha mọi người. Hai con cũng được luôn nha. Chính trời ơi, cực kỳ to nè. Mọi người coi giùm Quang Quý đi. Rất là to luôn á. Thường thường á là mấy cái con này á mà mọi người á mà muốn làm á rất là khó ạ. Còn muốn ăn là sao ạ? Chúng ta mua ở ngoài tiệm. Nhưng mọi người ơi, mua ở ngoài tiệm rồi mình có biết á là mới quay xong hay là để qua ngày không ạ? Mình đâu có biết được đâu. Cho nên á là khi mà muốn đảm bảo á thì tất cả quý vị á chúng ta tự tay làm ở nhà. Và ngoài ra từ nãy tới giờ quý cứ nói là cái đèn halogen. Mọi người nhìn ở phía bên trên giùm quý nha. Ở phía bên trên giùm quý mọi người sẽ thấy được. Đây. Đây chính là cái hệ thống đèn halogen ở phía bên trong. Mà khi mà có điện vào mọi người nó sẽ tự động nóng lên mọi người nha. Với công suất là 1200W này giúp cho chúng ta thực hiện những cái món ăn này rất là ngon luôn mọi người ạ. Và nếu như mà tất cả quý vị ở thời điểm hiện tại chúng ta đang cầm điện thoại trên tay, chúng ta đang ngồi ở kế cái máy tính mọi người tìm kiếm dùng Quang Quý là đèn halogen đi ạ. Rất là tuyệt vời. Tuyệt vời là sao ạ? Tại vì nó giúp nấu chín thực phẩm nha, nướng chín thực phẩm đều ở bên trong ra bên ngoài mà hạn chế cái vấn đề là bị khô thực phẩm dữ nha. Dạ chính xác quý vị thấy không? Chúng tôi cứ sợ hết giờ thôi. Tại vì thông tin nó quá hay mà không nói thì không được quý vị, mà nói chậm thì nó hết giờ. Cho nên cô chú mình thông cảm, mình ráng mình nghe chương trình cùng với lại Diệu Ly và Quang Quý nha. Ly nhắc lại một lần nữa, tại sao chiếc nồi của Nagakawa nó có giá là 4.100.000 đồng giá chính hãng quý vị? Tại vì quý vị thấy là nó tốt quá mà, nó đa năng quá mà, nó hiện đại quá mà quý vị ơi. Nhưng bây giờ mình được giảm giá là hơn cả triệu rưỡi luôn đúng không ta? Đó, nói chung giảm giá nhiều lắm, chỉ còn có 2.599.000 đồng thôi. Mà được tặng thêm nữa quà tặng giá mua là có quà tặng cũng sẽ là sản phẩm của Nagakawa luôn. Tại vì đó sẽ là cái nồi áp suất. À quý ơi, Ly thấy cái nồi áp suất này là nhiều gia đình cũng rất là thích luôn. Đúng rồi. Ninh nè, hầm đồ ăn nè, rất là thích. Thiệt ra chia sẻ cùng với tất cả mọi người luôn, cái nồi áp suất này là tuổi thơ của Quý. Hồi nhỏ là Quý đã từng thực hiện rồi. Mọi người sẽ nghĩ là ủa, cái nồi áp suất này nó nguy hiểm lắm nha. Rồi hồi nhỏ rồi Quý làm sao mà ba mẹ dám cho làm đúng không ạ? Thật sự mọi người đây á, nó là một cái chiếc nồi áp suất rất là tuyệt vời luôn mọi người ạ. Thay vì mọi người muốn ninh muốn hầm đúng không ạ? Ngày xưa là chúng ta hay coi mấy cái bộ phim nó nói trời ơi, hầm 2 canh giờ, 3 canh giờ hoặc là hầm qua đêm. Đó, nhưng cái nồi áp suất này có thể giải quyết hết tất cả điều đó luôn mọi người nha. Kết hợp cùng với áp suất ở phía bên trong và phần nhiệt nữa. Ở đây là gì? Ở đây là một cái van xả nhiệt mọi người nha. Chúng ta sẽ thấy là ê, sao nó xả nhiệt liên tục vậy? Không sao hết mọi người, tại vì áp suất bên trong đang tăng cao lên nè. Đó, và ở đây nè, Quang Quý đang mở lửa nha. Bây giờ Quang Quý tắt lửa nè. Tắt lửa nha, để cho mọi người có thể là cùng với Quang Quý chúng ta sẽ cùng nhau là xả áp ở phía bên trong. Tại sao cái nồi này lại có một cái điều tuyệt vời như vậy
Thì thật sự là nếu như mà tất cả quý vị chúng ta nấu ăn và chúng ta tìm hiểu thì chúng ta sẽ thấy là ở bên trong nha, vừa có sự tác động giữa nhiệt độ, vừa có sự tác động với áp suất, cho nên thực phẩm của chúng ta sẽ chín và mềm cực kỳ nhanh luôn ạ. Và đây chính là cơ cấu nấu ăn của cái nồi này, cho nên là tất cả quý vị có thể là yên tâm nha. Trong một khoảng thời gian rất là dài như vậy thì Quang Quý đã thực hiện và cũng như là nấu ăn rồi đó, với nồi này rất là tiện luôn. Và bên cạnh đó, nếu như mà tất cả quý vị chúng ta lo lắng là ủa rồi bây giờ mình nấu cái nồi áp suất này nè, trong lúc mà chúng ta xả nhiệt như vậy mà lỡ nha, mà lỡ mà cái van xả nhiệt này nó bị vấn đề gì thì sao ạ? Mọi người nhìn qua đây giùm Quý nha, mọi người nhìn qua đây giùm Quý, đây ở đây, đây chính là một cái van xả nhiệt phụ thưa quý vị. Có nghĩa là khi mà cái van này gặp vấn đề gì đúng không ạ, thì cái van này mình sẽ có thể là nó sẽ tự động nó đẩy lên khi mà áp suất cao quá, giúp cho chúng ta có thể là đảm bảo an toàn hơn trong quá trình nấu nướng của mình. Và nếu như mà tất cả quý vị chúng ta nấu bằng nồi áp suất á, thì chúng ta sẽ thấy là wow, nó là một cái điều gọi là một cái phát kiến vĩ đại của nhân loại luôn mọi người. Thay vì á mình hầm xương nha Diệu Ly, mình hầm thịt nha Diệu Ly, mình phải hầm 2 tiếng đồng hồ, thì cái nồi này á mình hầm nửa tiếng thôi giải quyết được hết tất cả điều đó luôn. Nhưng mà quý vị lưu ý giúp Quang Quý một điều là khi mà chúng ta nấu ăn á, khi mà chúng ta xả áp á thì phải xả ra toàn bộ luôn mọi người nha. Tới lúc á mà cái khói á, nó không còn bốc ra và cái tiếng xì 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 từ nãy tới giờ á, nó không còn mạnh nữa thì quý vị mới vui lòng là mở cái nắp nồi ra giùm Quang Quý. Đó, bây giờ nè, mọi người có thể là yên tâm nha, bây giờ để đảm bảo Quý mở cái này ra luôn, tháo cái van ra luôn để tất cả chúng ta có thể là dễ dàng. Dạ, cái này chúng tôi không bán nha quý vị. Đúng rồi. Quang Quý đang nói là quà tặng trong chương trình này mà quý vị thấy quà tặng xịn chưa ạ? Đúng sản rồi. Sản phẩm chính giá chính hãng 4.100.000 đồng, giảm giá còn 2.599.000 đồng là giảm giá rất là nhiều rồi. Cộng thêm cái giá trị của quà tặng này thì quý vị biết là giá trị nó lên tới bao nhiêu rồi. Cái này mà mua không thôi, cái nồi áp suất này mua không thôi quý vị ơi, 395.000 đồng, gần 400.000 cái bộ quà tặng này nha. Nhưng mà ở đây quý vị thấy không, cháo rồi có rau củ quả, cháo dinh dưỡng ha, mình bỏ vào là quý vị ngon quá quý vị ơi. Thật sự luôn á mọi người, bình thường á nha, những cái sườn như vậy á là rất là khó hầm mềm nha. Nhưng mà bây giờ á mọi người á, chúng ta sẽ thấy là những cái cục sườn ở phía bên trong, Quang Quý mở nắp ra nó vẫn cái còn sôi nha. Thơm cực kỳ thơm luôn. Bây giờ mọi người coi giùm Quý nè. Nó rụt ra. Mọi người thấy không ạ? Nó rụt ra luôn mọi người nha. Đây 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 đây. Rồi Quang Quý bẻ ra nè. Cháo sườn là sườn phải mềm, phải nhừ như vậy mới ngon. Bình thường mà mọi người nấu bằng những cái nồi thông thường á, chúng ta phải tốn một thời gian rất là lâu đúng không ạ? Như vậy thì với cái nồi này là quà tặng chúng tôi gửi đến cho tất cả quý vị luôn. Chúng ta nấu cực kỳ nhanh, cực kỳ tiện lợi, cực kỳ dễ dàng luôn ạ. Chốt đơn dùng Diệu Ly đi quý vị ơi. Một đơn hàng đây ạ là giảm giá rất nhiều và quà tặng rất là giá trị luôn, nhưng mà chỉ trong 60 phút thôi. Nên quý vị phải tranh thủ nha. Nồi chiên không dầu 9 lít của Nagasawa xoay được 360 độ quý vị ơi. Tính tới thời điểm này mà quý vị xem đây là cái dung tích lớn nhất trên VTV Hyundai luôn rồi. Không phải là 4.100.000 đồng đâu ạ. Lẽ ra nó là giá này nếu quý vị mua chính hãng nha. Nhưng ngay bây giờ chỉ trong 60 phút này giảm cho quý vị 37%, chỉ còn có 2.599.000 đồng nữa mà thôi ạ. Mà quà tặng thì phải nói là siêu siêu chất lượng luôn Quang Quý ha. Đúng rồi thưa quý vị, cực kỳ hấp dẫn và chất lượng chỉ có trong chương trình ngày hôm nay mà thôi. Cho nên là tất cả quý vị chúng ta có thể là hoàn toàn yên tâm cùng với chúng tôi. Chỉ có trong ngày hôm nay thưa quý vị, 60 phút vàng siêu trợ giá cùng với VTV Hyundai Home Shopping dành cho tất cả chúng ta. Siêu trợ giá áp dụng cho mọi khách hàng gói ưu đãi 4 trong 1, giảm giá sốc 37%, giao hàng miễn phí, nhận quà như ý, vui hết ý với sản phẩm chính hãng được yêu thích trong năm 2020. Trợ giá đặc biệt chỉ có trong 60 phút vàng, 60 phút giới hạn. Nhanh tay đặt ngay 1900 7137. Khi việc bếp mệt nhoài làm bạn lỡ hẹn với những khoảnh khắc đầu tiên quý giá. Giờ đây không còn những bộn bề nấu nướng. Một gian bếp tiện nghi sẽ cho bạn những giờ phút thảnh thơi bên gia đình. Có Nagakawa, an yên thư giãn, ngàn kỷ niệm thư kỳ. Nagakawa, tâm an tại bếp.
vị là chúng ta đã cùng nhau theo dõi trọn một bộ sản phẩm ngày hôm nay chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị. Tại sao chúng tôi lại nói là bộ sản phẩm mà? Tại vì bên cạnh là một cái nồi chiên xoay 360 độ còn có thêm một bộ phụ kiện kèm theo nữa mọi người nha. Để từ đó thì chúng ta có thể thực hiện rất là nhiều những món ăn thơm ngon khác nhau trong gia đình của mình. Không chỉ tiện mà còn lợi, không chỉ ngon mà còn lành nữa mọi người ạ. Đó, nếu như mà tất cả quý vị chúng ta muốn quay gà đúng không nào? Thì đây mọi người nhìn giùm Quang Quý nha. Mọi người muốn làm bánh được không ạ? Cũng được luôn mọi người nha. Hay là chúng ta có thể là nướng cả một cái con vịt luôn. Tại vì ở bên trong lòng nồi á dung tích lên tới là 9 lít nha. Hay là chúng ta muốn là mình chiên nè, mình rang những loại hạt khác nhau thì tất cả những món ăn đó đều có thể là được thực hiện trong chương trình ngày hôm nay cùng với dòng sản phẩm của chúng tôi mọi người ạ. Chính xác luôn thưa quý vị, cho nên là quý vị mình yên tâm nha quý vị ơi, tại vì là tại sao mà quý vị mua chiếc nồi này bên ngoài đó mà cái giá của nó sẽ là 4.100.000 đồng ạ? Tại vì nó chất lượng quá mà quý vị ha. Nhưng ngày hôm nay đồ ăn vẫn ngon như thế này nè, vẫn đa dạng như thế này nè, vẫn đầy đủ phụ kiện luôn. Nhưng mà chúng tôi giảm giá cả 1.500.000 đó quý vị, không phải 4.100.000 đồng nữa đâu. Mà quý vị thấy không, đây mình mô tả chút xíu nha. Đầu tiên á, cái thiết kế nắp lò của nó là trong suốt mình quan sát được nè. Rồi thêm nữa là khay chiên là chống dính cao cấp và nó có nhiều cái khay chiên nướng khác nhau, mình thay đổi được luôn nha. Tích hợp những cái chế độ để mình có thể yên tâm trong cái quá trình nó gia nhiệt ạ. Và thiết kế là nó lọc mùi luôn quý vị, hay không ạ? Nó lọc mùi cho mình luôn nha, giúp mình giảm đi cái khói nè, mình giảm đi những cái sự văng vắng á quý vị ha. Mình yên tâm hơn, bếp của mình nó cũng sạch sẽ hơn ạ. Và ngày hôm nay dung tích này là 9 lít quý vị ơi. Cái này tiêu chuẩn lắm cho nên mình yên tâm mình đặt hàng nha. Xu hướng nấu ăn được hàng triệu gia đình tin dùng. Quý vị đã đặt hàng hay chưa? Nhanh tay lên, hết giờ là không còn giảm giá nha. Và cùng với chế độ rất là tuyệt vời mà chúng tôi cứ phải nhắc đi nhắc lại là với chế độ xoay 360 độ ạ. Chiên nướng quay 3:1 luôn. Dung tích thì cực kỳ lớn, là công suất mạnh mẽ 1200W, nhiệt độ lên tới 230 độ C, giúp thực phẩm chín nhanh, chín đều và cũng như là vàng ở phía bên ngoài mọi người ạ. Nồi chiên không dầu 9 lít thưa quý vị. Đó, bản điều khiển là bằng nướng cơ tiện dụng là giúp nấu nướng thật là ngon luôn. Cùng 5 phụ kiện xiên nướng đi kèm theo. Quý vị có thể làm đồ ăn nhanh, thịt quay, chiên, là làm bánh, pizza, thịt nướng và cả xiên nướng nữa. Với Nakakawa đây chính là tiêu chuẩn của cuộc sống mà chúng tôi mang đến cho tất cả mọi người ngày hôm nay. Nhanh tay đặt hàng quý vị, nồi chiên không dầu Nakakawa tiêu chuẩn của cuộc sống đây rồi. Nhưng mà tại sao quý vị ha, tại sao lại có tiêu chuẩn này? Vì nó giúp mình là không có cần phải tốn nhiều dầu nè, không có bị hại cho sức khỏe nè, không có sợ bị văng bắn nè, không có ám mùi nè, không có sợ phỏng nè, không lo cháy khét nè, không có lo là mất thời gian ạ. Vừa nấu món này mình vẫn làm được việc nhà mà. Xu hướng nấu ăn hiện đại quý vị. Nhưng mà cái giá cả này ạ là đang có trong 60 phút vàng thôi. Khoảng 1 tiếng nữa quý vị mở TV lên là sản phẩm khác rồi, không phải sản phẩm này đâu ạ. 4.1 ư? Dạ không, bây giờ giảm giá 37%, có nghĩa là được giảm giá lên tới 1.001.000 đồng, bây giờ chỉ còn 2.599.000 đồng mà thôi ạ. Giao hàng miễn phí toàn quốc luôn quý vị nha. Và còn có quà tặng kèm theo, mọi người nhớ kiểm tra giùm Quang Quý nha, coi có cái nồi áp suất ở phía bên trong không. Cái nồi áp suất này là cực kỳ hấp dẫn luôn, nhanh tay sở hữu ngay cùng với chúng tôi nha. 60 phút vàng siêu trợ giá áp dụng cho mọi khách hàng gói ưu đãi 4 trong 1, giảm giá sốc 37%, giao hàng miễn phí, nhận quà như ý, vui hết ý với sản phẩm chính hãng được yêu thích trong năm 2020. Trợ giá đặc biệt chỉ có trong 60 phút vàng, 60 phút giới hạn. Nhanh tay đặt ngay 1900 7137. Tại sao chúng tôi lại nói là 60 phút giới hạn mà nhanh tay đặt ngay? Tại vì đây là 60 phút vàng mọi người nha. Cùng với dòng sản phẩm ngày hôm nay đến từ thương hiệu Nagakawa, tiêu chuẩn của cuộc sống thì quý vị chúng tôi giảm ngay 37%. Bình thường mọi người mua ở ngoài là nhiêu ạ? 4.1 triệu mọi người nha. Với sản phẩm là nồi chiên xoay 360 độ ở phía bên trong như thế này, nhưng ngày hôm nay chỉ còn 2.599.000 đồng mà thôi. Còn có quà tặng kèm theo nữa trị giá lên tới 395.000 đồng. Đó chính là nồi áp suất Nagakawa 4 lít. Và không dừng lại ở đó mọi người ạ, không chỉ là chúng ta mua cái nồi chiên không đâu ạ, không chỉ là chúng ta có quà tặng không đâu ạ, có cái bộ sản phẩm kèm theo nữa. Không biết mọi người sao chứ Quý thích cái bộ này lắm. Dạ rất là thích đây quý vị ơi. Ly xin phép nha, là bây giờ Ly tranh thủ thời gian Ly đi một lượt luôn. Ly với Quý sẽ đi một lượt những cái phụ kiện bên trong cho quý vị bằng cách là mở từng cái nồi ra. Và mình sẽ thấy là với phụ kiện đó thì mình làm được cái đồ ăn như thế nào quý vị nhé. Quý vị thấy là đầu tiên ở đây đúng không, nguyên một con gà mà mình nướng xoay tròn như vậy nè, quay tròn được luôn quý vị. Đây hai nút cơ dễ sử dụng rồi, bên trong là đèn halogen ha, rất là xịn luôn. Mở lên là nó tự gạt khóa cho mình luôn nè quý vị, không có bị sập xuống nha. Đó, muốn sập xuống thì có cái nút gạt đằng sau này. Nhưng về phần con gà quý vị thấy không, nó quay đều như thế này và cái thanh để vào này nó rất là dễ trong cái quá trình mình sử dụng quý vị thấy ạ. Đây gỡ lên nguyên một con gà nướng quay đều quá ngon quý vị ơi. Quý vị thấy không, mỡ nó chảy xuống dưới là nó giúp cho mình chiết tách được những cái mỡ xấu đưa vào trong cơ thể của mình rồi. Rồi tiếp theo quý ơi, nó còn có một cái khay nướng khác nữa rất là thích.
Nhưng mà bây giờ nè, quý bạn muốn thử xem là cái gà nướng này nó như thế nào nha. Rồi, bây giờ nè, mọi người ơi, thiệt ra là trong những cái món ăn sang trọng á, mọi người thì chúng ta sẽ thấy là có cái việc là chúng ta đang nướng như vậy đúng không ạ? Rồi xong chúng ta là kê con dao ra, phải không? Đây, để Quang Quý coi thử nha. Ở đây. Đấy. Wow. Trời ơi, nó rất là mềm nha mọi người. Giống như món ăn của Thổ Nhĩ Rồi, Kỳ bây giờ là Ly nè, gấp một miếng ăn thử đi. Đúng rồi. Wow. Ở phía bên trong mọi người nhìn dùm Quang Quý nha. Ở bên ngoài thì vàng nè, xoay đều nè. Còn ở bên trong thì sao ạ? Bên trong nó vẫn mềm và nó vẫn giữ được cái lượng nước ở phía bên trong, chứ không có bị khô thực phẩm mọi người nha. Sao? Ngon. Thêm nữa không? Ủa xé luôn hả? Khỏi cắt luôn. Dạ, cảm ơn luôn. Rồi, xuất sắc cuộc đời luôn mọi người ạ. Như thế này mà mình ướp thêm nữa ha quý vị ha. Đây ạ, đó trong chương trình thì thôi mình phải lịch sự là mình ăn từng miếng, chứ còn không là Ly giả nguyên một cái sườn để mà nguyên một cái đùi để mà Ly ăn luôn rồi quý vị, tại vì nó rất là ngon. Bên trong nó chín mềm chín mịn mà quý vị thấy bên ngoài nó vẫn da nó vẫn vàng đều không? Bên trong nè quý vị, bên ngoài nè. Đó, rồi, ngon ha. Xin lỗi quý nha. Rồi, đó, ăn vào nè. Hút một miếng được. Rồi rất là gọi là không bị khô em. Nó là trơn tuột luôn mọi người, hút lại nè. Trời ơi, xuất sắc quá. Xin lỗi quý vị, nhưng mà ngon quá. Ngon quá đúng không ạ? Đó, ngon lắm. Như vậy mình có thể là yên tâm luôn cùng với bộ sản phẩm ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta hãy tiếp tục cùng với món ăn tiếp theo thưa quý vị. Không chỉ là quý vị chúng ta xiên vô nè, không xiên vô mà chúng ta còn có cái phụ kiện tiếp theo để chúng ta làm món ăn khác nữa nha. Rồi bây giờ là mở ra cho mọi người coi. Mở ra là tắt, mở ra là tắt. Ở phía bên trong sẽ có gì ạ? Có một cái vỉ nha mọi người. Kẹp lại như thế này nè. Hồi đó nha thì Quang Quý thấy ở ngoài tiệm á Diệu Ly là mình phải có một cái cây, cái mình quay lấy tay mình quay rất là mỏi tay luôn. Còn ở đây nè, mọi người có thể là yên tâm. Không chỉ là làm đùi gà đâu mọi người, mình làm một cái miếng thịt heo quay á mọi người. Đó, da nó sẽ giòn, nó sẽ phồng, nó sẽ nổ lên, trời rất là ngon luôn. Rất là ngon nha. Với lại Ly nói là cái khay này là quý vị biết để làm gì không ạ? Ở Hàn Quốc và một số quốc gia là người ta dùng để người ta bỏ nguyên con cá vào trong này nè quý vị. Tại vì cá nó rất là khó nướng và nó dễ bị vỡ, cho nên người ta bỏ nguyên cá vào đây người ta phi lê cũng được luôn. Rồi ok, bây giờ mình đến với cái phụ tiệm tiếp theo ạ. Tức là ở đây là nướng nguyên miếng nè, nướng nguyên con cá ha, không có bị vỡ, không có bị vụn, hoặc là mình làm cái món đùi gà cũng được ạ, chiên không dùng dầu, nướng không có sợ tình trạng bị khói. Tiếp theo nữa. Bây giờ là làm ngay từ lúc sống luôn mọi người ơi. Ở đây bình thường là mọi người nướng tôm có sợ là bị khét cái vỏ của nó không ạ? Rồi có lo là nó sẽ bị quắp lại không mà nó không có được thẳng không ạ? Thì ở đây mọi người có thể là sử dụng cái bộ phụ kiện là có những cái xiên que như vậy nha. Vẫn là xoay 360 độ Quang Quý đã vừa bỏ vào rồi. Rồi bây giờ trong lúc mà làm nó rất là dễ dàng thôi ạ. Mình chỉ cần mình đẩy cái nắp lại thôi. Và khi mà đẩy lại thì xiên dễ mà. Đúng rồi, xiên rất là dễ ở đây nha. Từng xiên một đó, mình có thể là thực hiện là nhiều con tôm cùng một lúc luôn ạ. Rồi bây giờ nè, chúng ta chỉ cần đẩy lại nha. Đậy lại và chúng ta chỉ cần điều chỉnh thời gian thôi ạ. Thì cái đèn halogen ở phía bên trong nó sẽ bắt đầu nó nóng lên nè. Rồi mọi người nhìn giùm Quang Quý ở phía bên trong đi. Nó có một cái nắp nè, nắp trong suốt luôn để mọi người thấy là ôi, con tôm của chúng ta đang quay đều ở phía bên trong. Đó, đó. Và một chút xíu nữa chúng ta sẽ quay trở lại để kiểm tra xem là con tôm này nó như thế nào nha. Tiếp theo vẫn còn phụ kiện quý vị, tại vì hôm nay sản phẩm chính mình có tới là 5 cái phụ kiện dành cho những cái món chiên nướng khác nhau ha. Đúng rồi. Đó, bây giờ mình sẽ đến với cái phụ kiện á, nó có hình giống như là một cái vòng lồng như thế này. Để làm gì? Có ai mình thích uống trà thảo mộc và trà trái cây không ạ? Đây. Đó, rất là đẹp luôn mọi người nha. Thay vì bình thường chúng ta phải phơi ở ngoài nắng nóng bụi đi. Đó, cứ phơi nha, phơi ở ngoài đường mà xe chạy ra cái phèo xong một cái bụi không luôn mọi người ơi. Nhiều khi mình phơi nguyên một cái mẻ như vậy xong ở ngoài đường nha, đụng một cái trời mưa rồi xong mất hết công sức luôn. Thay vì như vậy chúng ta tự sấy ở phía an bên toàn. Trong luôn, cực kỳ an toàn và hiệu quả cho gia đình của mình luôn ạ. Cứ xoay vòng xoay đều như vậy chúng ta có thể yên tâm luôn nha. Dạ đúng rồi quý vị ơi, vậy là mình không chỉ là mình làm đồ ăn chiên nướng ha, mình làm những cái món sấy cũng được luôn, mình làm trà trái cây cũng được quý vị, trà thảo mộc cũng được luôn quý vị. Ô quá tốt luôn ấy chứ ha. Mà chưa hết quý vị, phụ kiện bên trong vẫn còn, từ nãy tới giờ là những cái xiên này, những cái lồng để mình bỏ đồ ăn vào, mình quay bên trong mà nhìn rất là gọn, không hề tốn không gian luôn nha quý vị. Ngoài ra với cái dung tích 9 lít luôn ạ, thì Ly mới quan sát thấy quý vị, ngon quá, nó nóng lên, nó sôi xèo xèo luôn kìa em. Đúng rồi, thiệt ra là cái khoảnh khắc mà tuyệt vời nhất là khi mà chúng ta nhìn vào bên trong, mình sẽ thấy được là những cái con sò nướng như thế nào. Mọi người nhìn ở bên trong giùm quý nhạc đó. Mọi người thấy không ạ? Đây rồi, ôi rất là hấp dẫn luôn ạ. Ở phía bên trong nè. Rồi bây giờ mở ra nha, đang trong lúc như vậy mở ra. Wow. Cực kỳ hấp dẫn luôn á mọi người ơi, không thể nào cưỡng lại được luôn ạ.
ta nghe nó nhoi ở trong bao tử, giọng muốn ăn liền quý vị ơi. Đây ạ. Đó, rồi sò điệp nè, rồi ví dụ như là ốc mà nướng tiêu nè quý vị ha. Đây quý vị nhìn nè, ngon quá ngon quý vị ơi, ngon như thế này cơ mà. Nóng hổi nó vừa thổi vừa ăn nè, ăn tới đâu mình nướng tới đó cũng được luôn. Ngồi trên cả bàn tiệc có quý vị thấy không, quá đã luôn quý vị ha. Đó, rồi chưa kể là quý vị còn có thể là để không mình nướng bánh ở bên trong này cũng được nữa quý vị ạ. Nhưng mà quý vị ơi, thời gian không còn nhiều đâu, thời gian không có chiều chúng ta, cho nên quý vị đang xem thấy chương trình này thì tranh thủ cùng với Diệu Ly và Quang Quý nha. Đúng rồi đó quý vị, còn ngay bây giờ quý vị ơi hãy cùng với chúng tôi nhìn lại trọn bộ phụ kiện từ nãy tới giờ Quang Quý với Diệu Ly đã thực hiện nha. Mọi người muốn làm gà đúng không ạ? Dễ dàng, có ngay một thanh xiên luôn ạ. Xoay 360 độ ở phía bên trong cực kỳ nhanh chóng, tiện lợi và dễ dàng. Và chưa dừng lại ở đó, còn có một cái đồ kẹp nữa mọi người ạ. Cái đồ kẹp đó chúng ta có thể kẹp bỏ vào, kẹp gấp ra, nhanh chóng tiện lợi dành cho gia đình của mình luôn. Mà không dừng lại ở đó, còn có thêm những phụ kiện khác nữa đúng không ạ? Chính xác luôn thưa quý vị, cho nên là nhà mình hoàn toàn mình yên tâm. Ví dụ như là với cái vỉ này là quý vị để nguyên một con cá vào đó là mình có thể là mình nướng mình xoay đều được luôn, hoặc là những cái tảng thịt mà mình muốn cố định quý vị ha, dạ được luôn quý vị, nhìn nó quá tiện lợi. Bây giờ riêng cái phụ kiện quý vị ra bên ngoài mua là cũng tốn tiền nha, có khi là mấy chục, có khi là cả trăm nếu mà hàng xịn. Nhưng mà ở đây dạ, với bộ sản phẩm của Nagakawa mình yên tâm hết luôn. Nagakawa người ta kiểm tra hết luôn rồi, rồi chưa kể là quý vị làm cái món bánh cũng được, đâu có nhất thiết là lúc nào mình cũng cứ làm thịt đâu quý vị. Nhiều khi mình làm bánh ví dụ như là những cái món bánh nướng nè, rồi kết hợp cùng với thịt chẳng hạn nè, hoặc là những cái món mà khoai tây, hoặc là món bánh bánh flan, hoặc là những cái món bánh tát bánh trứng đó quý vị, con của mình cũng rất là thích ăn luôn. Đa dạng cái phụ kiện đi kèm, mà cái vỉ có cái vỉ, cái xiên có cái xiên, cái lồng nướng có cái lồng nướng luôn ạ. Mà nó lại còn xoay được là 360 độ nữa quý vị, nhìn rất là thích, nó giúp cho mình lọc mùi luôn. Đó là lý do tại sao khách hàng mà mua sản phẩm này về rất là thích quý vị, không có sợ bị nóng, không có sợ bị phỏng nha, nó cố định cái vị trí cho mình luôn ạ. Mở ra nắp vào quý vị yên tâm, nó không có bị sộc ha, rất là yên tâm nhà mình luôn. Mà chưa kể quý vị, ngày hôm nay thu gọn cả thế giới nấu ăn, tân trang nhà bếp mình đi quý vị, đừng có dùng những cái đồ đã quá cũ rồi, hãy để sự thông minh này đem tới cho quý vị cái giải pháp tân trang nhà bếp. Nhưng một đơn hàng để quý vị tân trang nhà bếp của mình, quý vị được tiết kiệm lên tới là giảm giá quý vị là gần cả triệu rưỡi luôn. Quà tặng quý vị ơi, nồi áp suất tặng thêm cho quý vị luôn. Tính sơ sơ thôi, cái sự lời lãi của mình trong chương trình này, nếu quý vị mua một đơn hàng thì Ly tính đâu đó khoảng là lời gần 2 triệu đồng quý vị. Ra bên ngoài sao mà có ạ? Riêng sản phẩm chính thôi thì Quang Quý thấy không, giá chính hãng của Nagakawa cho cái nồi chiên 360 độ này nè đã là 4.100.000 đồng rồi. Nếu không mua ngay bây giờ, mua chỗ khác được không? Dạ được, với mức giá 4.100.000 đồng quý vị nha. Và như vậy là cả một bàn tiệc của chúng ta sẽ có thể là thực hiện một cách nhanh chóng dễ dàng cùng với dòng sản phẩm ngày hôm nay. Mà không dừng lại ở đó, còn có thêm nữa, đó chính là quà tặng kèm theo mọi người nha. Quà tặng là một chiếc nồi áp suất để chúng ta có thể là nấu nè, ninh nè, hầm nè, thực hiện rất là nhiều những cái món ăn cực kỳ ngon luôn ạ, để cho chúng ta có thể là yên tâm hơn. Còn ngay bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta hãy cùng tiếp tục quay trở lại cùng với phim trường của VTV Hôm Nay Home Shopping. Lúc nãy khi mà Quang Quý mở cái nồi áp suất đó nha, thì cái nồi áp suất bên đây là Quang Quý vẫn còn bật lửa nha. Cái nồi áp suất bên đây á thì Quang Quý đã tắt lửa từ nãy tới giờ rồi mọi người nha. Tắt lửa từ nãy tới giờ rồi. Nhưng mà mọi người coi giùm Quý đi ạ. Tại vì ở đây nha, nó vẫn còn áp suất kèm theo ở phía bên trong, nhưng mà chúng ta phải mở ra để chúng ta xì hơi ra nha. Rồi bây giờ là mình mở ra nè, mở ra để biết được là thực phẩm ở phía bên trong có giữ nóng được trong khoảng thời gian lâu dài hay không. Từ nãy tới giờ, wow, vẫn còn khói bốc lên đó quý vị, cực kỳ hấp dẫn luôn ạ. Những cái món canh khổ qua mà ăn mình cho cái khổ đó qua. Đúng rồi, mà mình phải hầm á nha, nó phải nhừ như thế đúng này á. Thì đúng mà chúng ta hầm bằng nồi áp suất nha, cực kỳ ngon luôn mọi người ơi. Đây 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 đây. Đó, xuất sắc chưa ạ? Bình thường là chúng ta hầm như vậy là chúng ta cũng cần phải là tốn lên tới là 1 tiếng nha. Thậm chí là có khi là lên tới 1 tiếng 30 phút nếu mà chúng ta hầm nhiều á. Nhưng mà với dòng sản phẩm ngày hôm nay quà tặng kèm theo cho mọi người nha, thì chúng ta chỉ cần hầm trong khoảng thời gian là 15-20 phút thôi. Nó mềm như vậy rồi mọi người ơi. Đó, thích không nói nên lời quý vị ơi, thích mà lặng im luôn á. Nhưng mà tại vì đang ghi hình cho nên là không có lặng im được quý vị. Quà tặng đó quý cơ quan quan quý ha, quà tặng đó, tại vì quý vị biết là riêng cái nồi này không thôi mua bên ngoài ha, giá chính hãng 4.100.000 đồng, nhưng 60 phút vàng. Tại sao chúng tôi phải chia sẻ với quý vị như thế này? Tại vì chúng tôi không có nhiều thời gian, nếu Ly và Quý có một cửa hàng thì nó đã khác rồi. Còn đây quý vị, 4.100.000 đồng giảm giá 1.501.000 đồng là tiền được giảm giá nha, chỉ còn lại 2.599 thôi. Quà tặng rất là giá trị, mới chia sẻ xong là nồi áp suất cũng là của Nagakawa luôn, dung tích 4 lít là 395.000 đồng, quà tặng trị giá gần 400, giảm giá cả 1.500.000. Có phải mình lời trong một đơn hàng đâu đó gần 2 triệu không quý vị? Mà chưa kể là rất thực tế luôn, hồi nãy quý vị có nhớ cái món mà tôm nướng không? Đúng rồi. Mà Quang Quý bỏ vào Quang Quý nướng không đó, bây giờ Ly thấy là nó xém xém, là nó bây giờ là phải mở ra cho mọi người coi thôi để cho mọi người biết được thực tế nó như thế nào. Rồi bây giờ mở ra nha. Yeah, wow,
vẫn còn xoay 360 độ ở phía bên trong. Mà mọi người nhìn giùm Quang Quý đi ạ. Mọi người nhìn giùm Quý đi ạ, là ở phía bên ngoài nè, nó đã vàng nè, nó đỏ 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 lên mà nó chín rất là đều luôn nha. Và nó không có sợ là nó bị cháy cái vỏ của nó, và rất là tiện lợi, không có tốn nhiều thời gian đâu ạ. Rồi bây giờ nè, để chúng ta có thể là kết nối cùng với cái kẹp. Cái kẹp này là còn bộ sản phẩm luôn nha mọi người. Kẹp vô như thế này. Rồi kéo ra giùm Quý nha. Rồi kéo ra để bên trong một cái dĩa nè. Đó. Nhìn Quang Quý cứ như là đang trong nhà hàng 5 sao mọi vậy đó. Mọi người thấy không ạ? Và chưa kể ở phía bên trong đây nè, nếu mà mọi người nhìn vô giùm Quý nha, không chỉ là con tôm đâu ạ. Nếu như mà chúng ta được làm những cái món thực phẩm khác đi, nó có nhiều dầu nhiều mỡ thì sao? Nó được chiết ra xuống ở phía bên dưới luôn. Mà chưa kể nữa chứ, không lẽ bây giờ mình bưng nguyên cái nồi này mình đi rửa? Dạ không ạ, đây là cái lồng nồi thôi ạ. Đang làm rất nóng nhưng mà Quang Quý vẫn cầm được nha. Đó, cho nên là chúng ta có thể là hoàn toàn yên tâm sở hữu ngay cùng với chúng tôi. 60 phút gần hết rồi mọi người ơi. Lý thấy là thời gian trôi qua cũng khá khá rồi quý vị, cho nên mình phải tranh thủ ạ. Ví dụ như là khoảng nửa tiếng nữa hoặc 40 phút nữa quý vị mở tivi này lên ha, là nhiều khi là sản phẩm khác rồi ạ. Cho nên tranh thủ quý vị ơi, thời gian trôi qua đâu đó là cũng gần 2/3 thời gian rồi, nên mình phải tranh thủ quý vị, tranh thủ từng giây từng phút giúp Diệu Ly ạ. Nồi chiên không dầu 9 lít của Nagakawa xoay được 360 độ luôn, thiết kế nắp lò trong suốt là dễ quan sát nè, rồi khay chiên chống trứng cao cấp là yên tâm hơn nè, phụ kiện đầy đủ cho mình luôn, tất cả các kiểu nướng luôn quý vị ha. Tích hợp được là cái chế độ gọi là chống nhiệt ạ, ví dụ như là mình lo an toàn nó nóng quá hay không, nó sợ hỏng hay không, cái này có, rất thông minh luôn ha. Thiết kế lọc mùi nữa quý vị, ô cái này quá hay nè, hèn gì giá trị của nó, giá trị thực tế của nó 4.100.000 đồng. Nhưng ngay bây giờ đây ạ, cái xu hướng nấu ăn được hàng triệu gia đình tin dùng này nè, nhưng mà quý vị biết á, không phải giá là 4.100.000 đồng nữa, nó vẫn là công nghệ đốt nóng chân không, vẫn là xoay 360 độ ạ, vẫn giúp thực phẩm chín nhanh vàng đều nè, chiên nè, nướng quay nè, 3 trong 1 là dung tích 9 lít luôn, nhiệt độ lên tới 230 nhiệt độ luôn quý vị, công suất 1200W luôn. Vậy mà bây giờ quý thấy không, đâu phải là 4.100.000 đồng đâu, giảm giá rất sâu rất nhiều, nhưng tranh thủ thời gian nha. Đúng rồi thưa quý vị, giảm giá rất sâu rất nhiều, hãy tranh thủ thời gian cùng với chúng tôi. Một sản phẩm mà thôi có rất là nhiều những cái chức năng khác nhau để chúng ta có thể là lựa chọn nè. Mình làm đồ ăn nhanh được, mình làm thịt quay nè, mình chiên làm bánh pizza, thịt nướng xiên nướng, rồi cứ kể tới đâu mà có thèm tới đó mọi người ạ. Rồi kèm theo là cái bộ 5 cái phụ kiện xiên nướng đi kèm nữa chứ, mỗi cái phụ kiện nó sẽ có một cái công dụng khác nhau. Và nhìn chung lại, đây là sản phẩm không tốn nhiều dầu, không hại sức khỏe nè, không văng vắng dầu mỡ, không ám mùi, không sợ phỏng, không lo cháy khét và không mất thời gian. Xu hướng đồ ăn hiện đại bảo vệ sức khỏe cho chúng ta. 60 phút vàng siêu trợ giá áp dụng cho mọi khách hàng gói ưu đãi 4 trong 1, giảm giá sốc 37%, giao hàng miễn phí, nhận quà như ý, vui hết ý với sản phẩm chính hãng được yêu thích trong năm 2020. Trợ giá đặc biệt chỉ có trong 60 phút vàng, 60 phút giới hạn. Nhanh tay đặt ngay 1900 7137. Quý vị thân mến, 60 phút vàng thôi ạ, mà bây giờ xem giúp Diệu Ly là mấy giờ rồi? Hình như đâu đó còn cái khoảng thời gian nho nhỏ còn lại thôi quý vị, mấy chục phút đã trôi qua rồi. Lần đầu tiên á, sau 5 năm mà Ly thấy là VTV Hyundai cũng có những cái chương trình như là 60 phút vàng. Mà đặc biệt luôn, năm ngoái đó quý vị, mới năm 2020 nè, Ly đâu thấy cái nồi này mà giá 4.1 triệu mà giảm còn có 2.599 đâu. Bây giờ Ly mới thấy quý vị vô chương trình này là thấy có cái sản phẩm giá quá tốt luôn nha. Giảm giá nhiều, giá sốc trên VTV Hyundai ạ, 2.599.000 đồng. Nhận được cái quà tặng cũng rất là giá trị, giao hàng miễn phí 63 tỉnh thành luôn, mua một mà nhận được 2 món từ Nagakawa. Quà tặng, nên tranh thủ đặt hàng quý vị nha. Bên ngoài dấu bao hối hả, bên bếp nhà mẹ thư thái tâm an. Nagakawa, tâm an tại bếp.
và tranh thủ đặt hàng cùng với Diệu Ly và Quang Quý nha. Quý vị muốn là gà quay nguyên con đúng không? Dạ đây, phụ kiện có đủ hết luôn, làm được nha. Quý vị muốn là thịt nướng làm sao mà nuôi nguyên cả miếng luôn, hoặc là những cái món thịt đó mà mình ép lại mình nướng á quý vị, giống như là những cái món bánh ở Thổ Nhĩ Kỳ người ta làm á. Dạ cái này làm được luôn, tại vì là phụ kiện nha, có luôn ạ. Đó, rất là thích luôn ha. Mình kiểm tra được, hoặc là nướng nguyên tảng thịt nè, hoặc là mình nướng cá cũng được luôn, hoặc là nướng mà thành cái xiên que á quý vị. Người ta bán những cái bếp nướng xiên que, nhưng mà ở đây quý vị không cần phải mua cái bếp nướng xiên que đó nữa, trong này nó có, nó tích hợp luôn rồi. Mà chưa hết ạ, mình có luôn cả là vỉ nướng ạ. Nói chung những cái phụ kiện đi kèm là đi thấy đủ hết luôn, làm được đồ ăn nhiều lắm. Cái này á, một đơn hàng thôi, tân trang lại nhà bếp nhà mình quý vị. Thay vì bây giờ quý vị đi mua lẻ lẻ từng món từng món từng món là bao nhiêu tiền, cộng lại bao nhiêu tiền, nhiều khi một lần á mà sắm sửa cho không gian bếp ha 4-5 triệu đúng không? Nhưng mà bây giờ trong này á, nó giúp cho mình hết rồi. Thay vì quý vị mua giá chính hãng, quý vị vẫn mua được ở bên ngoài với giá 4.100.000 đồng. Nhưng trong chương trình này, tại sao Ly nói về mức giá rất là nhiều? Vì Ly muốn chia sẻ với quý vị về giá trị thực của sản phẩm, và chúng tôi đã thương thuyết với họ khó tới cỡ nào mà họ giảm cho quý vị trong một đơn hàng là giảm 1.500.000 nha, rồi được tặng thêm quà tặng nữa. Đó, phụ kiện nè, bây giờ quý vị muốn là sấy, rồi ví dụ như là làm những cái món thức uống thực dưỡng ha quý ha, mình có thể là làm những cái loại hạt ngũ cốc xong rồi ngâm với nước ấm uống là rất tốt cho sức khỏe luôn á. Đúng rồi ạ, cho nên là ngay bây giờ thưa quý vị, để cho chúng ta có thể là cùng nhau thực hiện những cái món ngon là mình tân trang lại nhà bếp của mình ạ. Thật ra là cái gian bếp của mình nó có đầy đủ phụ kiện lắm rồi đúng không ạ? Nhưng mọi người ơi, mọi người đã có cái nồi chiên xoay 360 độ hay chưa? Hay là bây giờ quý vị chúng ta đang phân vân là tôi có nồi chiên rồi, tôi có lò nướng rồi, nhưng mà rất là tốn diện tích ở trong không gian sống của chúng ta. Cho nên là nhanh tay sở hữu ngay cùng với chương trình ngày hôm nay để chúng ta có được những ưu đãi cực kỳ hấp dẫn như Ly ha. Ưu đãi là gì thưa quý vị? Ưu đãi là gì thưa quý vị? Đầu tiên á nha, là mình sẽ có giảm giá. Giảm giá 37%, có nghĩa là giảm giá 1.501.000 đồng quý vị ơi, không phải 4.1 triệu nữa, chỉ còn 2.599 thôi. Ưu đãi thứ hai là giao hàng miễn phí mọi nơi luôn ạ. Và ưu đãi thứ ba là quà tặng quý vị, mua một sản phẩm của Nagakawa mà người ta tặng thêm cho mình nữa là quà tặng gia dụng là nồi áp suất quý vị ha. Nhưng mà thời gian thì không có nhiều, cho nên tranh thủ càng nhanh càng tốt quý vị nha. 60 phút vàng siêu trợ giá áp dụng cho mọi khách hàng gói ưu đãi 4 trong 1, giảm giá sốc 37%, giao hàng miễn phí, nhận quà như ý, vui hết ý với sản phẩm chính hãng được yêu thích trong năm 2020. Trợ giá đặc biệt chỉ có trong 60 phút vàng, 60 phút giới hạn. Nhanh tay đặt ngay 1900 7137. Và thưa quý vị, nếu như mà quý vị theo dõi VTV Vina Home Shopping trong khoảng thời gian đủ lâu á, thì chúng ta sẽ thấy là thương hiệu Nagakawa là một thương hiệu rất là quen thuộc, cùng với những đồ dùng điện gia dụng là có mặt trên thị trường hơn 15 năm rồi, để có thể cung cấp cho chúng ta rất là nhiều những dòng sản phẩm khác nhau, đặc biệt là trong gian bếp của mình đó mọi người. Nó tiện dụng, nó tiện lợi hơn bao giờ hết ạ. Và đặc biệt là ở thời điểm hiện tại, chúng ta đang mong muốn điều gì? Giải phóng sức lao động của bản thân mình nha, ăn uống là vừa ngon vừa lành vừa khỏe nữa đúng không ạ? Thì đây mọi người đang thấy được những cái sự thông minh, sự tiện lợi, sự tiện dụng mà Nagakawa mang đến cho tất cả quý vị với chọn một cái bộ sản phẩm này luôn mọi người nha. Và Nagakawa mong muốn là mang đến cho tất cả quý vị một cái cuộc sống nó an yên hơn rất là nhiều, những cái bằng những cái thiết bị nè, nó hiện đại, nó an toàn và nó giải phóng sức lao động cho tất cả chúng ta. Chính xác quý vị, mà Nagakawa đâu phải chỉ có một cái nồi chiên chúng tôi đang giới thiệu ở đây. Quý vị thấy là cùng với những thông tin mà Quang Quý đã chia sẻ nè, cũng giống như là những cái hình ảnh hiện lên trên màn hình TV, thì quý vị biết là Nagakawa người ta có rất là nhiều những cái thiết kế thông minh khác nhau, những cái dòng sản phẩm khác nhau, nhưng cùng chung mục đích là để cuộc sống của chúng ta tiện nghi hơn, để cuộc sống của mình nó đẹp hơn quý vị. Cái đẹp không chỉ là đẹp ở ánh mắt nhìn vào, mà cái đẹp ở đây chính là cái việc đó mà mình tận hưởng được cuộc sống, và các cô các chị ở nhà mình cảm thấy nó vui hơn, tâm an tại bếp, có đúng không ạ? Nên là tranh thủ thời gian quý vị nha. Cho hỏi bây giờ là mấy giờ rồi chị taxi à? Chị taxi ơi, mới quay chương trình có vài chục phút mà bây giờ em đã đói meo râu. Wow, quý vị ơi, Ly cũng đói nữa, nhưng mà ráng đi em, sắp hết chương trình là mình sẽ được ăn rất là nhiều những cái món ăn. Ê, ở đây luôn. Nhưng mà sắp hết chương trình là mọi người phải tranh thủ nha mọi người, 60 phút nói dài vậy chứ nó nhanh hết lắm mọi người ơi. Cô chú ơi, các anh chị ơi, có ai đang xem chương trình mà nãy giờ nói là ủa sao Ly với Quý nói gì mà nhanh quá, nói gì mà nhiều quá? Quý vị biết tại sao không? Tại vì là chúng tôi không có nhiều thời gian, tức ơi là tức luôn, không có nhiều thời gian quý vị. Mà trong khi 60 phút này bây giờ còn có nhiều phút nữa đâu, nhìn giúp Diệu Ly coi mấy giờ rồi, có mấy phút nữa thôi là hết chương trình rồi. Mà chương trình này là chương trình gì ạ? Thưa quý vị, tân trang nhà bếp cùng thương hiệu Nagakawa, tiêu chuẩn của cuộc sống quý vị nhé. VTV Hyundai Home Shopping giá siêu ưu đãi luôn, thay vì 4.1 triệu đúng không? Dạ không có quý vị, giá là còn 2.599.000 đồng. Mua một cái nồi lời được 1.500.000 nè, được tặng thêm nữa là nồi áp suất quý vị nhé. Mà nồi áp suất đó cũng giá trị nữa, chưa kể là sản phẩm chính đó, nó có đầy đủ hết tất cả các phụ kiện luôn.
quý thấy không, phụ kiện là quá nhiều luôn, làm cái món gì cũng được đó, dung tích 9 lít đúng không, rồi phụ kiện là xay 360 độ là cũng được nè, nướng cũng được nè, xiên nướng cũng được nè, vỉ nướng cũng được nè, có luôn cả là cái kẹp gấp nữa. Quý vị ơi, còn gì nữa đâu, còn gì nữa đâu mà không đặt hàng. Thưa quý vị, bây giờ mà không đặt hàng là hết thời gian, hết thời gian thì Ly và Quý có thể ăn được những cái món ăn này rất ngon, nhưng quý vị sẽ hết cơ hội để đặt hàng quý đúng vị nha. Đúng rồi, và bây giờ mọi người ơi, trong những cái giai đoạn cuối cùng như thế này, mọi người có muốn á, là chúng ta thực hiện là chúng ta có ngay những cái món gà thơm ngon như thế này hay không ạ? Chúng ta có những cái con gà ngon như vậy không ạ? Để chúng ta có thể là thực hiện một cách nhanh chóng, tiện lợi và dễ dàng hơn nè. Đó, để nằm xuống luôn á, nhưng mà cái đùi mới nãy Ly xé nè, Ly thấy không? Che lại đi cho nó trời đẹp. Trời ơi, bây giờ nó úp lại nè. Ly lỡ ăn úp rồi. Lại. Trời ơi. Đó, trời ơi, đẹp quá, đẹp quá. Rồi mọi người à, và bên cạnh đó thì chúng ta còn có gì nữa à? Mới nãy là mình đã làm rất là nhiều món ăn cùng với nhau nha mọi người. Bây giờ mình có là thịt xiên nướng nè, để chung cùng với cho cái ké con vịt quay chút xíu nha. Thiệt ra mọi người ơi, một cái dòng sản phẩm mà nó có thể là thực hiện được rất là nhiều những cái món ngon như vậy nè, tiện lợi dễ dàng trong gian bếp của chúng ta, thì ngại gì mà mình không sở hữu đúng không nào? Đó, chính xác luôn. Còn nữa, còn nữa, còn nữa đi quý vị ơi, tại vì có quà tặng nữa quý vị. Một cái nồi chiên mà 360 độ xoay đều xoay đều nè, rồi hải sản quý vị cũng làm được luôn, quý vị thấy không? Ngon chưa thịt mọi người ơi? Thịt heo làm được, thịt gà làm được, dạ thịt bò bistec làm được luôn quý vị, rồi tôm nướng làm được luôn nè, rồi sò điệp nè, nghêu sò ốc hến. Dạ không sao các cô các chị ơi, đi đâu mà vội mà về, dừng chân ghé lại nơi này, đặt một đơn hàng rồi đi đâu cũng được quý vị nhé. Tiết kiệm rất là nhiều nè, đó nướng nè, nhiều cái phụ kiện khác nhau nè, phụ kiện này là inox an toàn cho sức khỏe nha quý vị, không chỉ đẹp mắt đâu, không chỉ chất lượng bên trong đâu, mà từng cái nó rất là thích luôn. Đúng rồi, bây giờ nè mọi người lia dùm Quang Quý đi, mọi người nhìn lia dùm Quang Quý từ trên xuống dưới những cái món ăn mà chúng tôi đã thực hiện đi à, đó để mọi người thấy được là chuỗi ngày hôm nay chỉ với một bộ sản phẩm mà thôi, một chiếc nồi nhỏ gọn như thế này thôi mọi người à, nhưng mà cái đúng thiết rồi. Kế của nó cực kỳ đẹp nè, nó phù hợp cùng với nhiều không gian sống khác nhau mọi người nha, không chỉ đẹp bên ngoài, tiện bên trong mà chất lượng sản phẩm cũng được đảm bảo luôn thưa quý vị. Thôi bây giờ nhiều cô nói là thôi mấy cái này tôi cũng làm được ăn ngon như vậy nè. Dạ vậy cái quá trình các cô làm các cô có mệt không? Ly thấy có rất là nhiều cô, ví dụ như là ở nhà Ly có một cô nấu ăn rất là ngon nha, nhưng mà quý vị biết á, mình ngồi mình ăn thì ngon nè, nhưng mà mình nhìn cổ rất là mệt. Thứ nhất là chân yếu rồi, đứng trong bếp á là quý vị biết không, là hả nóng nực nè, khó chịu nè. Rồi chị em phụ nữ bây giờ Ly thấy đâu phải là phụ nữ là chỉ ở nhà làm việc không đâu, mà kể cả các cô ở nhà không thôi, thì quý vị biết là các cô cũng phải quán xuyến rất là nhiều nha các chú ơi. Cho nên á là thay vì mình đứng nè, mình chiên á, mình đứng mình chiên gọi là mình mệt mỏi, mình né tránh này kia các kiểu, dầu mỡ nó văng bắn. Bây giờ mình thay đổi cách quý vị, tìm giải pháp ạ, và giải pháp ngày hôm nay tân trang không gian nhà bếp, làm sạch hết đi, làm gọn hết đi, đặt một chiếc nồi này vô chút rượu Ly thôi là được. Đúng rồi thưa quý vị, và thật sự nha, từ nãy tới giờ chúng tôi chia ra từng cái chiếc nồi khác nhau để thực hiện nhiều món ngon khác nhau cho quý vị thấy được là chức năng của nó như thế nào, cực kỳ nhỏ gọn, mọi người nhìn nó giống như cái nón bảo hiểm nè mọi người, nó dễ thương ghê luôn mọi người ơi, đó giống như là cái nón bảo hiểm mà đội lên những gương mặt robot đó, giống siêu robot, siêu robot hỗ trợ cho nhà bếp. Một chiếc nồi này thôi, mọi người ơi, làm được cái gì ở đây? Nguyên một vòng luôn, rất là tiện lợi cho gia đình của chúng ta. Chiên cũng được, nướng cũng được, quay cũng được. Quý thấy như làm giống gì cũng được. Thảo mộc cũng được, làm trà thảo mộc cũng được nè, sấy trái cây cũng được nè, làm xoài, làm mứt cũng được luôn quý vị ha. Ngày thường mình nấu món ăn thường, ví dụ như ngày lễ Tết đi chẳng hạn, bây giờ quý vị mua đúng không? Tết năm sau mình lấy ra, mình làm những cái món sấy dễ dùng được thoải mái quý vị, có gì đâu. Nhưng để ý giúp Diệu Ly là chương trình siêu trợ giá nha quý vị, siêu trợ giá mà chỉ có trong 60 phút vàng thôi. Tại sao lại siêu trợ giá? Người ta có thể giảm cho quý vị 500.000, người ta có thể giảm cho quý vị 700.000, nhưng chúng tôi giảm giá cho quý vị lên tới 1.501.000 đồng. 37% so với giá chính hãng quý giảm vị. Giảm nhiều như vậy. Đúng rồi, chưa kể là có thêm quà tặng là cái nồi áp suất kèm thêm nữa. Quý vị thấy là bây giờ ha, mình có thêm cái quà tặng là cái nồi áp suất này nữa. Mua đầu ra quý vị. Cái này mua không ha? Dạ 395.000 đồng nha quý vị nha. Giá chính hãng luôn nè. Nhưng hôm nay dung tích 4 lít nồi áp suất ạ. Dạ quà tặng một đơn hàng quý vị có lợi chưa? Vừa có giá tốt vừa có thêm quà tặng nữa. Nhưng nghe có vẻ là hình như sắp hết giờ rồi á. Bây giờ là... hỏi luôn đi. Alo alo, ở bên trong nói giùm quý coi còn nhiêu thời gian vậy? Gần hết giờ. Còn nhiêu thời gian, nãy giờ quý Ly nói quá trời nói. Vài phút nữa. Bao nhiêu? Wow. 6 phút nữa mọi người ơi. Mọi người tranh thủ nhanh giúp Quang Quý và Diệu Ly nha. Dạ. Trong vòng 6 phút này á, Quang Quý nghĩ là mọi người có thể là 30 giây mọi người đặt được một đơn hàng đúng không ạ? Mình sẽ có thể đặt được 12 đơn hàng. Dạ, đó, và nếu như mà mọi người gọi điện thoại cùng một lúc á thì Quang Quý nghĩ là đặt rất là nhanh. Dạ, đúng rồi. 6 phút thôi mọi người ạ. Bây giờ là xuống còn 5 phút mấy thôi ạ. Nhanh tay đặt hàng Nagakawa ngày hôm nay trong chương trình 60 phút vàng siêu trợ giá quý vị nha. Reng 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 reng, quý vị ơi, chúng tôi cũng nhận được thông tin á là từ bên đạo diễn chương trình á đang nói rằng là những
những phút cuối cùng là thường là cuộc gọi sẽ tăng cao. Cho nên đi để ý với quý vị một điều luôn nha, nếu quý vị gọi lên mà thấy là máy bận thì quý vị đừng có giận chương trình nha. Quý vị cúp máy là quý vị gọi lại giúp Diệu Ly và Quan Quý đi ạ. Tại vì thường là các cô chú là mình sẽ rất là kỹ tính, nên là mình sẽ coi chương trình rồi tới gần những cái phút cuối cùng mình mới gọi điện thoại đặt hàng. Thành ra là nó hay bị gọi là nó bị nghẽn mạng đó quý vị. Nếu mà gọi lên mà gọi được luôn thì không sao, còn gọi lên mà nghe tút 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 đó, dạ cúp máy gọi lại giúp Diệu Ly và Quan Quý nha. Mình tranh thủ quý vị tại vì giảm giá nhiều quá mà. Với lại quý vị biết đó là thông thường ha, thi thoảng mình mới có những cái chương trình trợ giá, nhưng mà ngay bây giờ đây trong cái khoảng thời gian này, một tiếng đồng hồ thôi mà trôi qua hết 50 mấy phút rồi, giờ còn có vài phút đến trên đầu ngón tay thôi, nên là giảm giá nhiều lắm. Nếu cuộc gọi mà nghẽn không nghe máy được đó, cúp máy gọi lại giúp Diệu Ly quý vị nha. Đúng rồi đó quý vị, chỉ còn khoảng 4 phút nữa mà thôi, còn khoảng 4 phút nữa à. Từ nãy tới giờ chúng tôi đã chia sẻ rất là nhiều về cái mức giảm giá ngày hôm nay rồi mọi người nha. Giảm giá lên tới là bao nhiêu ạ? Lên tới là 37% cho mọi người. Thay vì hơn 4 triệu bây giờ mình á 2.599.000 đồng mà thôi quý vị nha. Còn có quà tặng kèm theo nữa mọi người ạ. Còn có quà tặng kèm theo dành cho tất cả chúng ta luôn. Cho nên là chúng ta hãy nhanh tay để sở hữu ngay. Đó chính là nồi, đó chính là một chiếc nồi áp suất mọi người nha. Đó, như vậy nhắc lại một lần nữa, còn 4 phút thôi gọi lẹ mọi người ơi. Khi việc bếp mệt nhoài làm bạn lỡ hẹn với những khoảnh khắc đầu tiên quý giá. Giờ đây không còn những bộn bề nấu nướng. Một gian bếp tiện nghi sẽ cho bạn những giờ phút thảnh thơi bên gia đình. Có Nagakawa, an yên thư giãn, ngàn kỷ niệm thư kỳ. Nagakawa, tâm an tại bếp. 60 phút vàng siêu trợ giá, áp dụng cho mọi khách hàng gói ưu đãi 4 trong 1, giảm giá sốc 37%. Giao hàng miễn phí, nhận quà như ý, vui hết ý với sản phẩm chính hãng được yêu thích trong năm 2020. Trợ giá đặc biệt chỉ có trong 60 phút vàng, 60 phút giới hạn. Nhanh tay đặt ngay 1900 7137. Mọi người ơi, mọi người ơi, mọi người ơi, những giây phút cuối cùng như thế này rồi, mới nãy Quang Quý đã thử hỏi rồi coi là Quang Quý có đặt hàng được không ạ? Không có được mọi người, cho nên là mọi người đang theo dõi chương trình vui lòng đặt hàng giúp Quang Quý đi, còn có mấy chục giây nữa thôi để chúng ta có ngay chọn một bộ sản phẩm nè, tân trang nhà bếp cùng với Nagakawa trên VTV Huy Đào Shopping quý vị nha. Tích tắc giờ rồi mà bây giờ là hết giờ thật rồi quý vị. 4 triệu mốt ư, dạ không ạ, 2.599.000 đồng ha, được giảm giá cả 1.500.000 luôn. Tặng quà thêm nữa là nồi áp suất này quý vị, dạ nồi áp suất tặng thêm cho quý vị đây, bình thường mua gần 400.000 ạ. Nhưng quý vị ơi, bây giờ không còn thời gian nữa, 60 phút vàng đã trôi qua rồi, ngay bây giờ gọi thì còn được nha quý vị, còn bây giờ xíu nữa quý vị gọi là hết thời gian rồi. Thôi thì á, quà tặng đặc biệt chất lượng nè, giá cả tốt nè, nhưng mà chương trình trợ giá thì cái gì nó cũng có điều kiện với nhau cả, mà điều kiện là đặt hàng ngay bây giờ, cho nên á là bây giờ là tranh thủ nè, còn bây giờ thì hết giờ rồi. Diệu Ly và Quan Quý chúc quý vị đặt hàng thành công.